tất cả các bạn. Mình tên là Hồ Thị Ngọc Quý, mình đến từ 10A7. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một quyển sách khá là thú vị. Mình nghĩ là nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình và tất cả các bạn. Ngày xưa thì mình rất là hay thức giận vì không làm được bài toán. Sau đó thì mình lại dùng rất nhiều thời gian của mình cho cái việc bấm điện thoại để xả cơn tức giận nó đi. Rồi sau đó mình lại thất vọng vì mình không đạt được điểm cao. Và cái vòng lẩn quẩn đó nó cứ lặp đi lặp lại. Đó là một cái sự thất bại tạm thời. Nhưng mà bây giờ khi nghĩ lại thì mình thấy nó lại là một cái sự thất bại của cả một đời. Khi mà sáng suốt hơn đối mặt với cái vấn đề đó thì mình đã suy nghĩ như thế nào để có thể giải quyết nó. Và một cách mình đã thực hiện đó chính là mình đọc một cái quyển sách. Và đó cũng là quyển sách ngày hôm nay mình muốn review và cũng như là mình muốn giới thiệu tới các bạn. Đó chính là quyển sách Chiến thắng không quỷ trong bạn của Napoleon Hill. Ngay từ đầu thì chúng ta đã thấy đây là một quyển sách rất là vậy. Cái chữ màu trắng thì nó rất là nổi bật và rất là to ở trên đây. Với cái nền này thì khi ngày xưa mình đọc chung với những độc giả khác thì người ta nói cái nền này giống như là ở từ địa ngục vậy đó. Nhưng mà đối với mình thì đây là một cái màu đỏ của hy vọng. Và mình nghĩ thì người nào cũng cần có hy vọng hết. Nên là đây là một cái nền rất là đẹp và ưng ý đối với mình. Tiếp theo là khắc họa hình ảnh của hai người đàn ông. Ở bên tay mình đang chỉ đó chính là Napoleon Hill. Và bên đây nhìn giống chú hề vậy thôi, chứ thực ra ông ấy là một cái con quỷ đó. Và cái con quỷ này nó không phải là do Napoleon Hill đã thấy, mà do ông đã cảm nhận được. Con quỷ này chính là con quỷ ở bên trong bản thân của ông. Đây là một cái cuộc hội thoại thôi, và ông đã tìm mọi cách để có thể bác bỏ những cái quan điểm của con quỷ này, từ đó chiến thắng và tạo nên hạnh phúc. Ở đây nó có một dòng chữ khá là hay là Outwitting the Devil, cuộc đấu trí giành lấy bí mật của tự do và thành công. Tự do và thành công thì ai cũng muốn cả thôi. Tuy nhiên sẽ có nhiều người á, người ta phấn đấu vì cái mục tiêu này nó không đúng theo kỳ vọng của mình, từ đó gây nên những cái sự bất mãn. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái người đàn ông Napoleon Hill này là ai, mà tại sao lại viết được cái quyển sách này được. Thì ông ấy chính là một nhà văn, nhà báo, một diễn giả người Mỹ, sinh ra trong một gia đình không khá giả. Và để có tiền đi học đại học, ông đã làm thêm với tư cách là một phóng viên. Đối với các bạn đã biết rồi đó, hoặc là chưa biết, thì người đàn ông này ông ấy đã viết ra một cái quyển sách rất là hay. Trước cái quyển sách này tên là Nghĩ giàu và làm giàu. Sau đó thì cái cuộc khủng hoảng đại kinh tế nó kéo tới và nó gây cho ông ấy một cái sự giống như là trầm cảm trong cái giai đoạn đó. Mọi thứ nó bất biến. Và sau đó thì ông đã viết ra cái quyển sách này. Mình nghĩ đây có thể là một cái kết quả của những cái sự phẫn uất, và nó cũng là một cái sự trưởng thành ở trong tâm trí của ông ấy. Nó được viết ra vào năm 1938, nhưng mà vì cái tính chất của nó quá đặc biệt nên là vợ của ông đã giấu nhiệm đi. Mãi đến năm 2011 thì nó mới được phát hành ra ngoài, và bỗng nó trở thành một cái cơn sốt. Đối với mình thì không phải là có cái quyển sách này mà trở thành một cơn sốt, mà cả Nghĩ giàu và làm giàu cũng đã trở thành một cơn sốt, đủ để thấy được cái giá trị của quyển sách này nó to lớn như thế nào. Tiếp theo là để biết cái nội dung của nó như thế nào thì mình phải đọc đúng không? Và mình phải biết nó nói về cái gì thì mình mới cảm thấy cái quyển sách này nó hứng thú. Thì nội dung của nó sẽ xoay quanh lời thoại của một con quỷ luôn chực chờ nếu ông xuống địa ngục. Quỷ thì nó sẽ sống ở dưới địa ngục. Khi mà nó sống ở trong tâm trí của chúng ta, nó tượng trưng cho những cái tham vọng, ham muốn của chúng ta. Thường thì đối với mình là cái cảm giác bấm điện thoại rất là thỏa mãn. Cái thứ hai đó là cái cảm xúc, đó chính là mình ngủ nè, hoặc là mình đi ăn nè, mình không có làm với việc học. Thì đó là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là bất kỳ một cái con quỷ nào nó cũng kéo mình xuống cả. Trong cái thời đại cũ thì ông ấy đã trở thành một cái người rất là vĩ đại và người rất là giàu có. Tuy nhiên cái cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 nó bỗng nhiên bùng nổ và nó khiến cho mọi thứ nó bắt đầu trì trệ hơn và con người mất việc, dẫn đến cái tình trạng là cái người đàn ông này đã mất một cái khu đất rộng khoảng 600 mẫu Anh của mình tại núi Catskill, thu nhập hoàn toàn bị cắt. Cái quỹ tài sản mà ông ấy gửi vào ngân hàng thì nó cũng không cánh mà bay, cũng do cái cuộc suy thoái đại kinh tế này. Có thể là chúng ta sẽ không phát hiện nó như thế nào. Như bạn nào có muốn tìm hiểu thì chúng ta hãy xem một cái bộ phim tên là The Big Short, một lời cảnh tỉnh, thì nó sẽ phát họa rất là rõ ràng
về cái biến cố này. Và mình lúc trước thì mình có xem một bộ phim nó giống như vậy á, thì nó thảm tới mức mà cái người đàn ông á, là ông đó phải sống ở trong nhà vệ sinh chung với con trai của mình trong nhiều năm trời do mất nhà. Và những người hạnh phúc nhất trong thời đại này là những cái người mà giàu có công việc. Cái người đàn ông này là Napoleon Hill đã mất việc trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà có một cái nó còn kinh khủng hơn, đó là ông phải ở ẩn một mình suốt 3 năm trời. Trong 3 năm trời đó thì ông đã đối mặt với nhiều cảm xúc sợ hãi trong đầu của mình. Và đó là một cái khoảng thời gian mà rất là kinh khủng. Mãi khi sau này ông đã thành công trở lại, sau khi tìm được cái tôi của mình, nó hướng dẫn cho ông những cái điều hay lẽ phải, thì ông vẫn không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Thì hôm đó thì ông ấy không có tiền, thế là ông ấy, cái con quỷ, cái tôi khác của ông đã điều khiển ông là mượn 50 đô. Khi ông mượn được 50 đô đó thì con quỷ là điều khiển ông là trong một ngày phải sử dụng hết 50 đô đó. Nhưng mà ông vẫn sử dụng hết 50 đô đó. Có thể nói con quỷ là cái tôi hay cái tôi là con quỷ, nó là những cái mà nó đi song hành với nhau. Tuy nhiên cái tôi này nó sẽ hướng chúng ta về cái thiện, về cái tự do và thành công. Còn con quỷ này thì nó sẽ kéo chúng ta xuống. Cái quyển sách này thì nội dung đại khái của nó thì cũng nói về cái cuộc trò chuyện của hai người đàn ông này thôi. Và ở đó có rất là nhiều lý luận mà mình nghĩ là sau này khi mà chúng ta được đọc thì chúng ta cũng sẽ trầm mắt vì nó. Cái sách này nó hay như thế thì cái đối tượng đọc của nó là ai? Theo mình nghĩ đó là tất cả mọi người. Có thể là học sinh nè, chúng ta muốn hướng tới một cái gì đó mà nó sẽ giúp chúng ta phát triển hơn. Có thể là những người đang mông lung với những quyết định của mình thì chúng ta có thể đọc quyển sách này. Hoặc có thể là những người đã quá già rồi thì chúng ta vẫn có quyền đọc quyển sách này. Tại vì người ta thường nói là cái sự bắt đầu thì nó sẽ không bao giờ hết. Nên là mình nghĩ đây là một quyển sách rất là hay và tất cả mọi người đều nên đọc dù chỉ một lần trong đời. Với lại nó rất là thú vị ở chỗ là đây là một quyển sách không viết về lý thuyết như là Đắc Nhân Tâm, mà nó sẽ giống như là một cái cuộc tiểu thuyết, nó càng giống như là một cái cuộc trò chuyện hơn. Vì thế là chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó, và nó sẽ có những cái câu nói triết lý rất là hay mà chúng ta sẽ cảm thấy là rất là hứng thú. Đầu tiên cái câu như thế này: hầu hết những thất bại thực sự đến từ giới hạn mà con người đã thiết lập trong tâm trí của họ. Nếu can đảm bước thêm một bước nữa, họ sẽ phát hiện ra những khiếm khuyết của bản thân mình. Nếu như mà khi chúng ta đối mặt với những cái khiếm khuyết từ bản thân mình, từ đó chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cái tôi của mình. Có thể là con quỷ cái đó, có thể là cái tôi, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ là cái tôi nhiều hơn. Nó sẽ hướng mình tới những cái sự thành công. Cái triết lý thứ hai á, và mình được học ở trong cái quyển sách này, nó là một cái câu như này: anh đã nói với người khác cách làm chủ nỗi sợ hãi và cách vượt qua những khó khăn nảy sinh từ những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống này. Kể từ bây giờ, anh đã có thẩm quyền để thuyết giảng về chúng, vì anh đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất của chính mình và lòng dũng cảm và mục tiêu xác định, sự kiên quyết và không hề e sợ một điều gì. Đó là cái lời mà Napoleon Hill tự nói khi mà mình vượt qua cái giai đoạn những cái năm trì trệ và bị bỏ lại một mình đó. Thì ông đã nói ra cái câu này và nó rất là thấm thía đối với mình. Có thể nó rất là thấm thía đối với mình. Để đọc cái quyển sách này và để mua cái quyển sách này thì nó không khó. Tuy nhiên thì chỉ cần chúng ta cần mua thôi. Nó có giá là khoảng 138.000. Tuy nhiên thì trên các cái trang mạng, nó có thể bán trên Shopee nè, Tiki nè, Lazada nè. Nhưng mà cái đợt mình mua trên TikTok Shop thì nó chỉ có 90.000 thôi. Nên là mình rất là muốn là các bạn sẽ mua cái quyển này, tại vì giá của nó cũng không hề quá là mắc. Tóm lại, đây là một cái gì đó rất là thú vị, nó mang tới cho mình nhiều ảnh hưởng, và mình nghĩ là nó rất là phù hợp để đọc với tất cả mọi người ở tất cả mọi lứa tuổi. Nên là mình rất là trân trọng và rất là muốn các bạn có thể thử dù chỉ một lần.